Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Quân đội Nga chuyển chiến lược đánh hiểm hơn, khiến Ukraine khó chống đỡ. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 3 tháng 3 năm 2022 đang có những chuyển biến quá nhanh khi quân đội Nga đã đạt được nhiều bước tiến mạnh mẽ, với một định hướng chiến lược rõ ràng trong cuộc chiến ở Ukraine, đó là bao vây thành phố lớn, đánh thọc sâu, chia cắt các vùng với nhau. Trái với dự đoán của nhiều người về việc mũi tiến công phía Tây của Nga sẽ vây bọc thủ đô Kiev, hợp với mũi tấn công phía Bắc, phía Đông đánh chiếm thủ đô của Ukraine. Quân Nga ở hướng Tây Kiev, được tăng viện từ Belarus xuống, đã không đánh vào nội đô mà chia làm hai mũi. Mũi một tiếp tục đánh xuống phía Nam tới Bilatsevka. Dường như có ý định tiếp tục thọc sâu xuống phía Nam, hợp với mũi tấn công phía Nam từ Pervomaisk lên, gặp nhau ở Oman cắt đôi Ukraine ở bên bờ tây sông Dnipro, mũi đánh xuống phía tây nam chiếm Zahidomir, và tiếp tục đánh xuống phía nam chiếm Vinnytsia, rồi tiến thẳng xuống biên giới phía bắc của nước cộng hòa prisnes Prydniprovian, cũng là phía tây bắc của vùng Odessa, Ukraine. Mũi tấn công này cũng tiếp tục cắt đôi Ukraine thành hai phần đông tây, bao trọn cả vùng Transnistria. Với hai mũi tấn công này, dường như quân đội Nga không có ý định tấn công Kiev mà sẽ cắt rời Ukraine thành hai nửa đông Tây, vây chặt các khu vực mà chính quyền Kiev còn kiểm soát được như thủ đô Kiev, Kirovohrad, Odessa, Krivirik, Dnipropetrovsk, Cherkasy và Potava trong vòng vây của quân Nga. Trong bối cảnh quân đội Ukraine đang tăng cường tất cả lực lượng để bảo vệ thủ đô Kiev, hai mũi tấn công này của Nga chắc chắn sẽ thành công, và nhốt chặt đối thủ trong các khu vực riêng rẽ, mất liên lạc với nhau. Ở trong từng khu vực nhỏ, xu hướng quân đội Nga đánh thọc sâu, chia cắt, bao vây quân đội Ukraine cũng rất rõ ràng. Ví dụ như ở hướng tấn công Đông Bắc ở khu vực Sumy, quân Nga đã đánh qua Roni, áp sát Priloki và có thể tiếp tục đánh sang phía Tây, khép chặt vòng vây thủ đô Kiev của Ukraine ở Bilatoshevka ở mặt trận Đông Nam trong khu vực kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, bên cạnh các mũi tấn công đánh lấn của LPR và DPR, quân Nga từ mũi tấn công ở Aizium sẽ đánh xuống hướng Tây Nam hợp với mũi tấn công theo hướng Đông Bắc từ Zaporizhia lên, khép chặt vòng vây quanh các thành phố Slovansk, Kramatorsk và Mariupol. Như vậy rõ ràng là quân Nga không hề có ý định quyết chiếm bằng được các thành phố lớn, nơi lực lượng cố thủ của quân đội Ukraine vẫn còn mạnh và một chiến thắng cho Nga sẽ phải trả cái giá đắt bằng sinh mệnh của dân thường Ukraine. Mà họ sẽ bao vây, cô lập, khiến đối thủ không thể rút lui mà cũng không thể có cách nào để tăng viện và buộc phải tự đầu hàng. Và cuối cùng, như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!